Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Mountain Bike dòng địa hình đến từ thương hiệu Pháp, dòng Tropic Madrid. Thì những video trước đây em giới thiệu qua bác thì em bên em về thường xuyên về những cái dòng xe road bike đua mang từ thương hiệu Tropic. Thì lần này em về một chiếc dòng xe địa hình của hãng Tropic nữa nhá. Vẫn là cái model Tropic Madrid với cái tông màu ghi xám. Bây giờ xin mời anh em về những chiếc xe. Vâng, xin chào mừng bác, đây là cái mẫu dòng địa hình Tropic đến từ thương hiệu Pháp mà trong những video trước đây em đã giới thiệu qua bác về những cái dòng xe road bike đua đã là phổ biến về bên em rồi. Bây giờ em về một chiếc dòng xe địa hình, và lần này em về với một chiếc dòng xe địa hình Tropic Madrid với tông màu ghi điểm chỉ đỏ và đen trên khung xe. Xe làm từ hợp kim khung nhôm aluminum. Model xe là Tropic Madrid đó nhé. Vẫn là chữ ký sản xuất trên khung xe của dòng thương hiệu Tropic. Nước sơn chủ đạo là màu sơn ghi. Các bạn phải vào trang website của Tropic3.com để tìm hiểu thêm về mẫu model của xe. Tem công nguyên trên khung xe, nguyên bản đầu xe. Và khung làm từ hợp kim nhôm đó nhá, hợp kim nhôm sơn nhẹ, hợp kim nhôm 6061, nhôm nhôm cao cấp. Nhôm alloy aluminum T6061. Chuyên dành cho những dòng xe đạp cao cấp thể thao. Xe chạy với bộ rơm sườn trong khung. Một trong những hãng mà những thương hiệu Pháp mà em được giới thiệu rất nhiều hàng vừa qua. Đặc biệt là những cái dòng xe đua road bike nổi tiếng như dòng Tropic Milan. Phổ quốc kia đông chính hãng của Tropic. Nhưng mà theo xe xe chạy vật tăng trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano Deere. Và đặc biệt nhé, đặc biệt dòng Tropic Madrid này được trang bị với cụm phanh dầu lực của Magura. Phanh Magura đó nhé, phanh hiệu cao cấp này. Các bác vào chơi xe rồi có để ý dòng Magura này là bộ phanh rất là cao cấp. Dòng này sẽ là thể thao. Phanh Magura nhé, phanh hiệu cao cấp. Bên phải em trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano Deere bên tầng đĩa, và cụm phanh sau được trang bị với cụm phanh của Magura. Magura, các bác nào chưa biết về phanh Magura thì tìm hiểu lên trên mạng tìm hiểu thêm. Sử dụng với giảm sóc dầu chính hãng của Tropic. Phanh Tropic nguyên bản theo xe. Bánh Tropic lốp cao cấp nhá, lốp cao cấp của Innova này, chuyên sản xuất lốp cho những dòng xe mô tô, xe máy hoặc là ô tô, trong đó có dòng xe đạp thể thao cũng có nhá, lốp Innova, lốp cao cấp này, lốp 2.26-2.0, lốp cũng còn zin, lốp cũng còn rất là mới. Dưới gầm xe thì có mã vạch của xe, nhưng mà trong cái thời gian sử dụng nó mờ đi nhá, tem nó bị mờ đi rồi. Tem nó mờ rồi đúng không? Nó còn cái mã vạch đây. Nhưng mà cho sử dụng người mờ đi rồi. Phóng viên chính hãng của Tropic, nhưng mà nhau xe. Yên nguyên bản theo xe. Yên Tropic đó nhá. Yên Tropic này. Mà nó qua hơi bị cũ một chút thôi. Nó hơi cũ mà nó là nguyên zin. Và ở giữa thì có lỗ thông thoáng, bác ngồi rất là thoải mái. Ngồi trục sống Pro View. Sử dụng với 3 tầng đĩa. Gạt đĩa Shimano Deere. Gạt đĩa Deere. Củ đề sau là củ đề Shimano Deere. Trang bị với 10 tầng lip.
vành Chopic cũng được sử dụng với lốp Innova, lốp cao cấp vẫn còn rất là đẹp, lốp zin theo xe, 10 tầng lip và 3 tầng đĩa cho chuẩn tốc của xe 30 tốc độ. Đó là chứng minh được đứng của khung xe. Đây là đứng của khung xe là size 41. Chiều ngang khung là size 52. Thế là các bác cao tầm 1m6 đến 1m7 đủ lại nhá. 1m6 đến 1m7 đủ lại IV. Xe trang bị với 10 tầng lip. Khung là lốp Shimano DOD lên lip này. Lên lip. Lip xích còn rất là mới. Bên phải ăn mà đủ thịt rỗng, 3 tầng đĩa. Túi đĩa. Lên đĩa. Rất cực kỳ mượt mà. Các bác nào thích thường lòng thương hiệu xe địa hình và xe nguồn Chopic. Ở đây là một chiếc lòng Chopic địa hình 3 tầng 3 Chopic Madrid. Và đây là các tổng thể xong trước xe địa hình 3 tầng 3 Chopic Madrid đến từ thương hiệu Pháp. Xe được trang bị với phim group Shimano DOD, khung nhôm 661, khung nhôm sơn nhẹ. Và xe giá tốt bên em là 7.9 triệu. Bác sĩ của Hàn Quốc bảo hành 1 năm. Bắt đầu có thông tin qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.